Xin chào. Chào mừng các bạn đã đến với tập 3 của chương trình Sony Thỏa Chí Đi. Và đây là Nguyễn Hoàng Sơn. Còn mình là Trịnh Hảo. Trong mỗi tập thì tụi mình sẽ cùng gặp gỡ và lượm những bí kíp du lịch siêu hay ho từ những vị khách mời bí ẩn của chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một vlogger vô cùng nổi tiếng, tiếng tăm lừng lẫy trong giới công nghệ. Và anh cũng mới vừa hoàn thành xong chuyến đi từ Nhật Bản trở về Việt Nam. Và bắt cóc ngày cho nóng đúng không? Đây cao quá. Hello anh. Hello em. Vâng, xin kính chào tất cả quý bạn, các vị từ thành thị, nông thôn, từ sân golf, sân bóng đá, chào từ Thanh Hóa, chào Lào Cai, chào từ Hà Giang, chào xem bãi, và mình là Vinh Vờ. Xin chào các bạn đã đến với chương trình hôm nay của mình. Phần giới thiệu hết sức là ấn tượng. Xin được giới thiệu với tất cả các bạn, đây chính là vị vlogger nổi tiếng mà chúng ta vừa mới nhắc tới đây. Đây chính là anh Vinh Vật Vờ. Bạn sao anh không còn Vật Vờ nữa? Không, nhưng mà phải như này tỏ ra nó mạnh mẽ tí. Lên xe. Rồi đi. Ủa chưa nói đâu mà. Anh thì mình anh lên đi với em không? Mình lên thì mình mới biết chứ đúng không? Ai ai. Nhét ông lên xe anh đi. Biết. Đã nó bắt cóc mà nhét lên đi. Trên xe có con cái máy. Quen không? Không quen. Anh à, giới thiệu đi. Mình là Cháo Thỏ. Mình là người đi săn thỏ, thợ thỏ. Vinh Vật Vờ. Cháo Thị Thỏ. Chị chờ có lâu không? Lâu, chị hồi hộp, mong gặp mọi người dã man đi. Đây nè, tác nhân là nguyên nhân nè, ống điệu quá trời điệu nè. Bây giờ đi mình chuẩn bị sắp xếp bàn ghế đi để mình có một cái chỗ ngồi thì là lý tưởng để mình đàm đạo nhiều hơn nha. Được không anh chị? Dạ, ok. Ok. Giờ thì xin phép hỏi anh Vinh với chị Thảo cho các bạn đang xem chương trình Sony Thỏa Chí Đi biết được cái cách cơ bản nào đó để trước khi mình đến với đất nước Nhật Bản. Thì trước khi đi đến bất kỳ chỗ nào, ta cần tìm một nơi để ở. Bình thường á, anh đi mấy cái chỗ khác á, anh bây giờ tìm nơi trung tâm. Và sau đó là bò ra đó là đi chơi cái thứ cho nó nhanh. Ở nhà mình thì mình muốn đi đâu á, nhảy lên xe máy ta lao đi như một cơn gió. Sài Gòn. Tuy nhiên thì ở sang đó ấy, thì đi bằng phương tiện như kiểu là mình đi taxi chẳng hạn rất là mắc. Tính từ nhà ra sân bay mất khoảng 2 triệu thôi. Và vì vậy nên mà chủ yếu bên đó là họ sẽ đi bằng tàu điện ngầm. Thì bằng cách là sau đó anh tìm một thông tin là lên các cái trang booking, các cái phòng ở trên mạng. Ở trên đó nó có ghi một thông tin đó là từ cái chỗ nơi mình ở ra đến cái trạm tàu điện ngầm nó sẽ đi bộ mất bao nhiêu lâu. Đúng rồi, và cái thứ hai đó là về cái phương tiện liên lạc. Bởi vì là tại Nhật thì cái việc mua SIM có vẻ là hơi khó một chút. Với cả nếu như mà mình đến Nhật mình mới mua ấy, thì sẽ có cái rủi ro đó là có thể là mình không biết tiếng Nhật chẳng hạn. Đấy thì mình nên mua trước SIM ở nhà, tức là đặt SIM của Nhật tại Việt Nam luôn. Đấy, cái thứ hai là có một cái tip rất là đơn giản nên sử dụng để tiết kiệm cái chi phí đi du lịch, đó là mình nên mang theo các cái cục phát wifi di động. Thì đi nhiều người thì mình chỉ cần mua một SIM, sau đó là mình sẽ phát cho tất cả mọi người cùng dùng ấy. Đấy thì rất là tiện. Cái cục phát wifi đó thì mình nên cài đặt trước cái truy cập nhà mạng, bởi vì là thường là sang Nhật thì SIM nó sẽ thường không tự động nhận nhà mạng đâu. Khi mà mình đi du lịch đó thì chuẩn bị trang phục như thế nào để có thể mà thuận tiện cho mình hơn? Anh thì chỉ mang đồ để mặc thôi, mà này bà Nguyên mang cả cái căn nhà. Ai mà không mang đồ để mặc? Mang đồ đi để chụp hình mà. Nhưng mà cái vấn đề là như này, các bạn gái mà có ý định mà đi Nhật á, chỉ mang một thứ nhất, đó là mang các cái đôi giày thể thao, ví dụ cái đôi em đang đi đây. Sneaker. Đúng rồi, tại vì sang đó chúng ta đi chủ yếu đó là đi bộ. Thậm chí các bạn đi tàu điện ngầm nghe rất hay, nhưng mà ra đó có phải là lúc nào cũng được ngồi đâu, các bạn phải đứng này. Các bạn đi bộ, các bạn chen chúc nhau vì bên đó tàu điện ngầm rất là đông. Điện thoại anh ngày nào báo là đã đi bộ từ 13 cho đến 15 cây số, đi xong long hết để ốc vít trong đầu gối là được. Yeah. Một cái kinh nghiệm đó là đi trạm tàu điện ngầm mà thường là những bạn do Việt Nam mình thì không đi quen, bên đấy sẽ rất là bị ồn vì âm thanh tàu di chuyển nhanh mà. Có những cái trạm mà anh đi phải hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi được. Thế thì ví dụ như Cháo Thỏ thì chỉ mang cái tai nghe bình thường đi thôi, nghe lúc sau kêu bị ù tai ấy. Nhưng mà anh thì rất khôn hơn, anh mang theo cái tai nghe chống ồn 1000X á. Tai nghe đó là tai nghe chống ồn chủ động của Sony. Thì em chùm lên. Em chùm lên một phát là kể cả là mọi thứ xung quanh không có biết cái chuyện gì đang xảy ra. Có một cái rất hay là bình thường những lúc ta cần phải nói chuyện thì em không cần phải bỏ tai nghe ra những cái khác, mà em đặt tay lên phía bên tai phải á, tức là tai nghe sẽ cho em nghe được âm thanh nói chuyện ở bên ngoài. Em thả tay ra thì nó lại về bình thường. Đó là tai nghe chống ồn là chủ động á, nó rất là độc đáo. Và nãy giờ những cái tip mà anh chị chia sẻ thì em đủ em chém gió với mấy đứa bạn em rồi. Thì
không biết là anh chị đã đi chơi những nơi nào thì chia sẻ cho tụi em biết luôn được không? Tokyo thì bọn chị đến hai cái khu phố sầm uất nhất ở đấy, đó là Shinjuku và Harajuku. Đầu tiên là mình sẽ ghé vào cái khu Harajuku, thì ở đây ngắm tất cả những cái tòa nhà có cấu trúc rất là đẹp. Ngoài ra mình có thể đi mua sắm ở một cái khu phố ở gần trên đường Harajuku, đó là Takeshita. Thì ở đây nó là một cái dọc đường mà toàn những cái đồ kiểu như là thời trang này, quần áo này, rồi là mỹ phẩm, đồ bánh kẹo rất là nhiều luôn. Có một cái quán rất là hay, đó là Totti Candy Factory. Ở đây nó bán một cái kẹo bông mà hình kiểu đám mây ấy, nhiều màu ấy, màu kẹo bảy màu ấy. Nó to cỡ như này là đẹp lắm ấy. Em thì em có thấy trên mạng rồi. Nhiều màu và rất là ngon. Ngoài ra thì ở đấy cũng có một cái quán beef stick bọn chị ăn rất là ngon, đó là nó tên là Grim. Chị Thảo hãy cho em biết á, là có ba cái địa điểm nào yêu thích nhất của chị. Địa điểm thứ nhất mà chị thích nhất đấy là ăn cái món đồ nướng buffet ở cái Busso ở gần cái ga Jojogi Station. Món thứ hai mà đến Nhật không thể bỏ qua đấy là sushi. Quán đấy tên là Watami. Thì cái quán Watami này thì nó ở cái khu Shinagawa. Đấy, đến đấy thì nó cũng là một địa điểm ăn sushi khá là rẻ. Ở đấy nó có bảo là có ba cái món đặc trưng của cái sashimi bên Nhật, đó là thịt cá voi, thịt ngựa và thịt lạc đà hay là đà điểu gì đó, anh quên mất tên rồi. Là thịt đó cũng phải ăn sashimi được á. Và đúng rồi, ở bên chị Thảo đã ăn ngựa em ạ. Thật ra là cái anh hôm đấy anh ấy giới thiệu chị là có sashimi thịt ngựa rất là ngon và mình nên thử, thì chị đã thử một miếng. Ban đầu không dám thử, nhưng mà thật sự là khi mà ăn vào nó rất là mềm, nó không có một cái tí mùi nào. Thôi, có một cái nữa, đấy là một quán mì rất là ngon mà nổi tiếng ở Nhật Bản. Là món mì ramen ở Nhật đó. Thì bọn chị đến cái địa điểm cực kỳ nổi tiếng, nó có tên là Ichiran. Đó, món mì này nó cũng thách thức người ăn cực kỳ nhiều, đó là các bạn phải đợi một tiếng đồng hồ, xếp hàng một tiếng đồng hồ mới được ăn. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà em định đi du lịch á, đi với người yêu cũng có cái hay, nhưng mà anh em đi với nhau cũng có cái hay. Anh em mình nên đi khu Shinjuku. Shinjuku, khu nào? Khu đó như thế nào? Khu đó là có phố đèn đỏ em ạ. Phố đèn đỏ đấy tên là Kabukicho đúng không? Phố đấy nó đỏ, chét luôn, đỏ đúng như đèn em. Đó, mà đó có rất nhiều cái hay. Nó có một khu vực, có một cái chỗ chơi game đó là cái gì em? Nó là Taito Station. Rất là nhiều game xèng để chơi. Đúng rồi. Đi chơi ở những cái nơi sầm uất ấy. Đấy thì chị có một cái nơi mà mình nhất định phải đến, đó là thành phố Odaiba. Hôm đấy chị đến thì được lên một chiếc xe ô tô có thể đi xuống nước được. Wow. Đó. Sau khi đi xuống nước thì mình sẽ được ngắm cái cây cầu, và cây cầu đó tên là Rainbow Bridge. Rất là đẹp, đi xung quanh phố đó. Nếu mà mình đi tìm còn coi là cả Tưởng Nữ Thần Tự Do, một phiên bản mini Nhật được Mỹ tặng cho. Nếu như mà đi vậy á, em nghĩ là chắc là anh Vinh với chị Thảo chắc đem rất là nhiều đồ công nghệ đúng không? Thực ra thì ban đầu cũng tính rồi, nhưng mà anh chỉ theo bộ tứ quyền lực của Sony thôi. Cái tai nghe là chiếc 1000X thì khi nãy em nghe rồi đúng không? Nghe. Tiếp theo là smartphone là bắt buộc rồi, thì là chiếc Xperia XZ2. Và ngoài ra anh còn có một chiếc là chiếc Sony RX0 đấy nhá. Và mọi người sẽ còn có là chiếc Action Cam X3000 của Sony. Thường rất cực tê luôn. Mỗi cái sẽ có một cái công năng riêng. Chiếc RX không em đang cầm đây, nhất là rất là nhỏ gọn, em có thể cầm theo, em chỉ cần lôi túi ra sau đó em bấm quay và chụp luôn. Nó có góc rộng này, chất lượng chụp ảnh tốt, và đặc biệt là khả năng quay phim của nó lưu lại được nhiều thông tin. Nên em quay xong em về em đưa vào các phần mềm xử lý á, nó giữ lại được nhiều chi tiết. Còn cái chiếc mà X3000 em đang cầm lại có một điểm mạnh là quay được phim là 4K, thì độ phân giải cao, em có thể về crop ấy, có một số cảnh em quay rất là rộng em về crop lại để lấy phần trung tâm thôi cũng được. Và nó sẽ có một cái case chống nước để em có muốn quay các cảnh ở dưới nước này, như là đi ô tô tham quan mà ở ngoài biển ấy, em có thể quay này, rồi cũng như là có thể quay một số cái mặt hồ nước ở bên đó, họ có mấy cái con cá, cá koi á, thì em có thể quay dưới đó rất là thật. Cái quan trọng là phải mua thẻ nhớ, tại vì cái này dùng thẻ micro SD thì em cứ mua cái thẻ là 64GB class 10 để chứ quay phim. Tại vì sao là class 10 sẽ có tốc độ ghi nhanh, thì cái này là quay được full HD 120 frame, tức nghĩa khung hình cao em về làm chậm lại, như kiểu em đi ăn đúng không chị Thảo, thì ăn rất là kiểu nhanh ấy, ăn cạp sau em làm slow lại chậm, slow motion rất chuyên nghiệp. Rồi còn cái này là quay 4K thì cần dung lượng nhiều, cũng ghi nên em phải cần cái thẻ nhớ đó, dung lượng cao là mẹo cho mấy cái sản phẩm như này. Ok, anh nghĩ là điện thoại thì ai cũng phải mang theo đúng không? Thứ nhất là với XZ2 thì em sẽ quay được super slow motion 960fps, là một trong số điện thoại đầu tiên trên thế giới làm được. Thì chị Thảo này có cái kiểu bay ấy em, chụp ảnh bay, nhưng mà chị Thảo lại bay quá là chậm, khoảng cách so mặt đất chắc chỉ bằng từng này thôi em ạ, do cái thân hình mảnh mai mà. Vì thế nên mà em sẽ quay super slow motion là nó bắt đứng cái khoảnh khắc đó luôn, nhấn lên đó luôn. Đúng rồi, chị Thảo như kiểu nó đứng trên không luôn, đến luôn đó, như kiểu đang bay ấy. Đấy, và nó đã có thể quay được cả full HD super slow motion, cũng là điện thoại đầu tiên thế giới làm được.
Và cái thứ hai là chụp chế độ panorama. Bình thường ta chụp panorama này là một người lấy cảnh thôi, nhưng mà em có thể sử dụng là một cái mẹo vặt. Chụp xong á, em sẽ chạy ra chụp sau lưng người chụp. Đó, thì chúng ta chụp phần thân rất là hay. Máy có kháng nước là IP68. Thế nên em có thể xuống mặt nước, em chụp hình, em chụp những con cá hay là em quay cái video lại thì nó cũng không hề sao đối với chiếc máy này. Chiếc máy này là khả năng đầu tiên trên thế giới quay được 4K HDR. Là em hiểu là nó sẽ giúp cho chúng ta cái giải nhạy sáng rộng hơn. Những cái vùng sáng quá sẽ được kéo lại và vùng tối sẽ được tăng cái phần chi tiết và sáng lên. Do đó nên em có thể mạnh dạn là ra ngoài giữa nắng cực như này em quay video em vẫn lấy được. Và nó có những cái phe đúng không? Đúng rồi, em lấy lại được toàn bộ luôn. Và em quay lại em đưa về video em xem là em chỉnh sửa mọi thứ đều rất là tốt. Đây là một cái điểm mà anh cho rằng là lý do chính mà tại sao ta mang đi du lịch, tức nghĩa mọi điều kiện em có thể chơi được hết. Các bạn là có thể chụp xong và hay chỉnh sửa đúng không? Yes. Đó chính là chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp. Tức nghĩa là ngay từ trong cái phần chụp á, em chuyển sang chế độ chuyên nghiệp như này thì ở buổi tối thiếu sáng mình có thể chỉnh ISO xuống thấp để giảm hiện tượng noise. Và để cho mà ảnh mịn và thu được sáng nhiều thì chỉnh tốc độ màn chập nó có thể kéo tối đa lên đến là 1 giây. Như vậy là mọi người sẽ có được cái bức ảnh rất là đẹp khi chụp thiếu sáng. Cũng có một số tấm anh chụp ở đây rồi. Và tuy nhiên lúc đấy phải mang theo tripod thì mới có thể giữ được ảnh nó không bị rung. Thì đối với chiếc máy này có một điểm nữa, như khi em nói vừa rồi là nó có hiện tượng flare khi chụp ngược sáng. Thì đối với những máy khác có thể là lúc ngược sáng mình ngại chụp, nhưng mà với camera này thì thấu kính chất lượng cao, khi chụp ra một số tấm ảnh có hiệu ứng flare sáng cũng cái màu xanh á mà em không cần phải chỉnh sửa bằng phần mềm, nó lấy tự nhiên ra rất là đẹp. Nhìn giống như những cái màu bức hình mà hồi xưa anh đúng rồi đó viên tạch á, đúng rồi, tự nó đánh chụp sáng luôn, nói chung là rất là xịn sò. Chụp bằng cái này đã lắm, thiệt lắm. Em xin cảm ơn anh Vinh và chị Thảo nãy giờ đã chia sẻ cho tụi em rất là nhiều cái bí quyết để có thể du lịch tại Nhật Bản. Hy vọng là các bạn cũng sẽ theo dõi những tập tiếp theo trên Fanpage Sony Việt Nam. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng Sơn, Cháu Thọ, Vinh Vật và Trịnh Thảo, Sony Thỏa Chi Đi. Yeah. Sony.